Giờ mày tính sao? Thì tìm việc khác chứ làm sao. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Đang yên đang ổn tự nhiên nghỉ việc à? Bây giờ còn cách nào khác đâu. Tao cũng phải tìm việc linh động để có thời gian chăm sóc cho bé Ken nữa chứ. Thôi đi. Mày đừng có lôi Ken vô đây để làm lý do. Tao thấy là mày muốn tránh mặt ông Quang thì có. Mày có tình cảm với ổng, ổng cũng có tình cảm với mày. Sao hai người không đến với nhau đi cho Ken nó có ba. Mẹ Nga nói đúng nè. Em có tình cảm với người ta thì em chấp nhận người ta đi. Đừng để anh đóng kịch nữa. Chứ anh đóng kịch miết mà anh không được cái gì là anh hơi quạo rồi đó. Em xin lỗi anh nhiều nha. Tại vì cái chuyện này mà cứ phải khiến anh khó xử hoài à. Nhưng mà thật tình câu chuyện này nó không có đơn giản như là hai người nghĩ. Không phải là cứ em gật đầu một cái rụp là em với anh Quang sẽ thành đôi, rồi anh Quang thành ba bé Ken. Mọi chuyện nó không có đơn thuần như vậy đâu. Không đơn thuần chứ sao, mày nói đi. Mẹ anh Quang á chỉ chấp nhận duy nhất Bích Ngọc làm con dâu thôi. Và mẹ ảnh cũng đã dắt Ngọc lên công ty tuyên bố với tất cả mọi người là chỉ chấp nhận duy nhất một mình Ngọc. Và sẽ không muốn bất kỳ một người phụ nữ nào chen chân vô. Tại vì trong mắt mẹ anh Quang là không có một người phụ nữ nào tương xứng với ảnh hết. Một cái đó là má ổng chọn mà, đâu phải là ổng chọn đâu. Ổng có chính kiến riêng của ổng chứ đó. Bây giờ ổng thích nhỏ Ngọc đó thì ổng đâu có thả thính em làm gì. Đó, thấy chưa? Ông Tùng lâu lâu nói một câu đúng dễ sợ đúng luôn. Thì đó, anh Quang anh cũng phải có quyền quyết định chứ. Đúng luôn. Cái này là tại vì hai người thương em nên hai người mới nói vậy. Rõ ràng là Quang với Ngọc rất là môn đăng hộ đối, rất là tương xứng với nhau về mọi thứ, đúng không? Em mà so với Ngọc em không là cái gì hết. Với lại cái chuyện mà anh Quang mà quan tâm với em á, cái này chỉ là ảnh coi em tư cách giống như là mẹ của bé Ken vậy thôi. Tại vì tụi mình nghĩ sâu nghĩ xa rồi suy diễn tùm lum lên á. Em mắc cười em quá, sao em nói lúc nào em cũng tự ti hết trơn. Phải tự tin lên chứ, em có nhiều cái tốt đó mà tại em không biết thôi. Cái này không phải là tự ti, mà mình biết mình ở đâu. Cái thế giới này nó rộng, nó lớn dữ lắm. Nhưng mà thật ra nhìn qua nhìn lại nó cũng có chút xíu xíu à. Đâu phải là vị trí nào mình cũng có thể đứng được. Sếp, sao tự nhiên sếp nắm tay em vậy? Ủa cô... Cô nào? À, cậu. Sao cậu ở đây? Dạ em vô đưa bánh với nhắc sếp là 9 giờ mình có họp với tổ thiết kế. Sếp đừng làm em sợ nha sếp. Ờ, không có gì. Dạ. Lịch 9 giờ sao? Dạ, em mới vừa nói tức thì luôn á. 9 giờ mình có họp với tổ thiết kế. Ờ, tôi biết rồi. Dạ, em đi ra ngoài nha sếp. Ờ. Chơi à. Chú Quang bận rồi con. Nhưng mà chú Quang bận gì lâu vậy mà. Thì chú Quang cũng có gia đình riêng, rồi cũng có cuộc sống riêng giống như là mẹ với Ken vậy đó. Cho nên là chú Quang không qua được nữa đâu con.
Vậy giờ chú Quang không tới nữa, mình gọi điện thoại kêu chú Quang qua đi mà. Ken có nhớ mẹ dặn cái gì không? Là mình không được làm phiền người khác, cho nên là Ken không được làm phiền chú Quang, nghe chưa? Nhưng mà chú Quang đâu phải là người khác, chú Quang quen với Ken mà. Chú Quang chỉ quen thân với Ken khi mà Ken bị bệnh thôi. Còn khi mà Ken hết bệnh rồi á, thì chú Quang mới tới được nữa. Cho nên là Ken không có được làm phiền chú Quang nữa, không có được nhắc tới chú Quang nữa, nghe không? Dạ. Mẹ đã nói làm sao không có được làm phiền chú Quang. Mẹ con mình làm phiền chú Quang đủ rồi. Đi qua đây với mẹ. Mẹ lên. Hư hả? Mẹ đã kêu đi qua đây. Mẹ nói là đi qua đây. Đi qua đây. Chú Quang. Chú Quang. Chú Quang. Chú Quang. Anh đi về đi. Trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.